Om Mani. Chào các bạn, tôi là cư sĩ Phúc Thành. Hiện tôi đang là giám đốc của trung tâm thiền khí công Đại Bi Tâm. Hôm nay ở trong video này thì thầy Phúc Thành sẽ hướng dẫn chúng ta về bài khí công Bát Đoạn Cẩm, luyện tập trong tư thế ngồi. Bát Đoạn Cẩm hay là dịch cân kinh cũng vậy, đều có hai cách tập. Một là chúng ta đứng tập, thì thầy đã hướng dẫn từ các video, các khóa học trước rồi. Ngoài ra có thể ngồi tập, khi nào mình rảnh rỗi thì mình có thể ngồi tập, nó cũng rất là hay, công năng nó cũng rất là cao. Ở trong phần học này, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta tập Bát Đoạn Cẩm trong tư thế ngồi. Bây giờ chúng ta vào chiêu thức đầu tiên, song thủ thoát thiên lý tam tiêu, hai tay nâng trời điều hòa cơ thể. Chiêu thức này giúp thông hòa cho vùng cột sống của cơ thể chúng ta. Cách tập của bài này như sau. Đầu tiên chúng ta ngồi như này, ngồi hai chân thả lỏng xuống hai bên. Tay chúng ta đặt vị trí huyệt đan điền, dưới rốn 3 phân. Ngón tay cái song song với ngón trỏ. Chúng ta thiền một chút. Sau này hai bàn tay chúng ta đan lại với nhau này. Tay đưa lên từ từ. Đưa lên từ từ. Giữ cơ thể trạng thái căng nhất để nó kéo giãn cuộc sống. Sau này hai tay tách sang hai bên. Đi về chậm chậm. Chúng ta lưu ý cột sống thẳng, lưng thẳng để giúp khai thông cho vùng cột sống. Khi lên chúng ta có thể đếm số 1 đến 12. Đấy, mục đích để làm cho cái tay mình nó đi lên nó chậm thôi. Vươn người lên, kéo căng cột sống. Sau đấy, hai tay bung sang hai bên. Tay kéo xuống từ từ. Thả lỏng cơ thể. Lần số 3. Tay của mình đưa nó rất là chậm rồi. Khi người nó căng hết rồi thì mình giãn hết người ra. Sang hai bên. Tay về. Rồi. Vừa rồi thì thầy Phúc Thành hướng dẫn chúng ta ba lần. Cái thức 1, hai tay nâng trời điều hòa cơ thể. Thức này giúp khai mở cho vùng cột sống này, chữa được những cái bệnh gai đốt sống này. Đấy. Giúp cho cột sống của mình nó rất là chắc, rất là khỏe. Hỗ trợ chữa các bệnh đau lưng, đau thận. Các bạn hãy học đầy đủ các khóa học online tại trang web thiền-bệnh.com. Các khóa học online bắt đầu cầm ngồi, bắt đầu cầm đứng, dịch cân kinh. Đó, dịch cân kinh cũng có đứng, có ngồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Năm 2008, bản thân vốn là người mang nhiều căn bệnh khó chữa như suy giảm chức năng gan, thận, viêm xoang, viêm họng. Thầy Phúc Thành đã dành 10 năm tầm sư học đạo cùng các bậc chân sư để tu luyện khí công và thiền định tự chữa bệnh. Năm 2015, được biết đến là người sáng lập trung tâm thiền khí công Đại Bi Tâm nhằm lan tỏa những bài khí công chữa bệnh cho cộng đồng. Là người khai sáng phương pháp mở khớp giúp cho 50.000 học viên ngồi thiền kiết già dễ dàng hơn. Khai sáng phương pháp định tâm trong thiền định, giảm stress trong cuộc sống. Thầy đã giảng dạy miễn phí cho hơn 80.000 người qua nền tảng trực tuyến. Một người được biết đến với sự cho đi không ngừng, lan tỏa giá trị yêu thương và sẻ chia trong cộng đồng. Sứ mệnh của thầy là giúp cho 5 triệu người Việt Nam được tập luyện khí công và thiền định, nâng cao sức khỏe, giảm stress, có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Thầy dành tặng khóa học thiền giúp bạn sống hạnh phúc hoàn toàn miễn phí. Bạn chỉ cần tag tên 3 người bạn, share về tường, truy cập thiền khí công.com để nhận khóa học này.